Ngày mai 28 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra hoạt động diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2024. Để tổ chức diễn tập, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin về việc phân luồng, hạn chế xe lưu thông vào 7 tuyến đường qua sân bay Tân Sơn Nhất. Các bác tài sắp di chuyển qua khu vực này nên lưu ý. Theo đó, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ tổ chức diễn tập, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 28 tháng 8 sẽ hạn chế các loại xe lưu thông trên một số tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất thuộc địa bàn quận Tân Bình và quận Phú Nhuận. Các tuyến đường bao gồm Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót, Trường Sơn, Hồng Hà, Bạch Đằng, Nguyễn Kiệm và Đặng Văn Sâm. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh lưu ý chỉ khuyến cáo người dân ít đi vào khu vực nói trên chứ không cấm. Người dân cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường.